Thưa quý vị, thời điểm này, nông dân trồng cao su trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch mổ năm 2019. Khác với những năm trước, năm nay một số nông dân tại huyện Đắk Lấp đã áp dụng công nghệ mới bằng việc bơm khí ethylene thay vì phương pháp cạo thủ công truyền thống. Phương pháp khai thác mổ bằng bơm khí ethylene dù mới được áp dụng nhưng cũng đã phát huy được những ưu điểm vượt trội, làm giảm chi phí sản xuất, kéo dài chu kỳ kinh doanh và bảo vệ vườn cây. Phương pháp này đã mở ra hướng đi mới cho bà con nông dân trồng cao su. Ông Lê Công Đầu ở thôn Quảng Phước, xã Đảo Nghĩa, huyện Đắk Lấp là nông dân đầu tiên trên địa bàn huyện áp dụng công nghệ bơm khí ethylene thay vì phương pháp cạo thủ công truyền thống. Qua tìm hiểu từ mạng internet, tháng 4 năm 2018, ông tiến hành đặt mua máy áp dụng cho 200 cây cao su của gia đình. Bước đầu thấy hiệu quả, ông tiếp tục đưa vào khai thác diện tích còn lại với 800 cây. Đây là năm thứ hai ông khai thác mủ bằng công nghệ mới này. Ông đầu cho biết ưu điểm của phương pháp này là cạo mủ vào ban ngày, Thời tiết mưa gió vẫn có thể thu hoạch mủ và việc bơm khí ethylene giúp những cây suy kiệt phục hồi lượng mủ. Mình ấy làm ấy là nó từ khi khoan thì nó như mình khoan quen rồi thì nó 800 cây khoan bằng có bằng cái máng kia thì nó khoảng 800 cây khoảng tiếng rưỡi hơn tiếng rưỡi gần 2 tiếng. Nhưng mà khi khoan ống thì nó khoảng 3 tiếng rưỡi. À, 800 cây. 3 tiếng rưỡi nhưng mà làm từ 2 giờ chiều mình đi làm, sáng ngủ dậy mình đi trước. À, như những cây mất mũ như vậy nè, mình áp khí vào, qua lần áp khí vào thì giờ hiện tại toàn thân của cây này nó sẽ có mũ khoan ở đâu, nó cũng có mũ hết. Nó tái tạo lại tương mũ rất nhiều. Và những cái chỗ này, đây là những cây mình áp khí, áp khí. giờ mình khoan vào đây, nó sẽ ra mũ bình thường. Sau khi nhận thấy hiệu quả, ông Đầu đã giới thiệu cho các hộ khác tiếp cận với công nghệ này. Nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh khác đến tham quan học hỏi qua trang Facebook Sơn Thùy của ông Đầu anh Nguyễn Chính Nghĩa ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã lên tham quan các mô hình đang áp dụng tại huyện Đắk Lấp. Qua tham quan học hỏi kinh nghiệm thực tế, thấy hiệu quả, anh đã đặt mua để áp dụng cho vườn cây của gia đình. Đi tham quan từ sáng gì đi tham quan thì thấy công nghệ này nó cũng rất là hay. Mà trước hết là cái nhân công thì thấy nó rất là tiện nhân công mà làm thì có thể người nhà mình tự làm được, người già, người trẻ làm được hết. Nó rất là tiện lợi, còn không như ngày trước mà cạo theo thủ công á cạo theo thủ công thì thấy nó mất nhân công nhiều quá mà nhiều khi mưa thì không làm được à, còn cái này mưa nắng là làm được hết mà cái lượng mủ nó ra có thể là gấp đôi gấp ba cái lượng mủ đó còn cái cái mà mà khoan lỗ đó thì rất là là, là, là nhanh Bộ thiết bị gồm túi khí, bình bơm khí ethylene với kinh phí đầu tư ban đầu hơn 15.000 đồng một cây, khoảng 10 triệu đồng cho một hecta, sử dụng từ 3 đến 5 năm. Cách thức hoạt động của công nghệ này là sau khi gắn nắp chóp và bơm khí, khí ethylene sẽ thẩm thấu vào vỏ cây, sau 48 giờ khí bắt đầu phát huy tác dụng, lúc này có thể khoan lấy mủ, 4 ngày khoan một lần, 1 tháng khoan 7 lần, lượng mủ tăng lên từ 10 đến 30% so với phương pháp truyền thống. Cái uh, túi khí này này là mình mua về là cũng dễ làm, mình chỉ cạo qua cái răm me bên ngoài thôi đừng có cạo sâu là mình đóng nó vào là ai làm cũng được hết là làm đóng xong cái túi khí này xong bắt đầu mình bơm vào đầy đầy cái túi khí này xong là 48 tiếng sau là bắt đầu là mình khoan là khoan về buổi chiều là nó tiện cái là mình làm ăn ngày thôi chứ đêm không phải làm nữa mà khoan buổi chiều mà cũng chút ngủ buổi chiều sáng thế cho nên là nó tiện Thưa quý vị, nguyên tắc của kỹ thuật khai thác mủ bằng phương pháp mới như phóng sự vừa đề cập là bơm thêm khí ethylene vào cây nhằm bổ sung thêm hormone giúp cây tái tạo mủ, phục hồi tuyến mủ trở lại. Ngoài ra đối với cây bị thiếu hóc thì ethylene góp phần vào sự tăng trưởng của cây cao su, khống chế được lượng mổ chảy ra ổn định mà không làm ảnh hưởng đến cây. Tuy nhiên thì trên thị trường hiện nay có nhiều loại chất kích thích mủ cao su không có nguồn gốc rõ ràng. Vì vậy mà người dân khi mua phải lựa chọn đúng hàng chất lượng và nắm vững kỹ thuật trước khi áp dụng để không gây tác động xấu lên vượt cây. Đến đây thì chương trình